Rộ tin đồn sự ra đi của Lee Sun Ki-un là lá chắn cho một nữ tài phiệt, một sao nam khác bị gọi tên. Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Ki-un được cho là đang có quá nhiều uẩn khúc và tin đồn vây quanh. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Lee Sun Ki-un ở tuổi 48 giữa lúc cuộc điều tra về bê bối chất cấm của anh còn chưa khép lại là tin tức chấn động không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả làng giải trí châu Á những ngày qua. Ngôi sao ký sinh trùng được tìm thấy tử vong trong ô tô, trong xe có dấu vết than tổ ong, vậy nên cái chết của anh đang được điều tra theo hướng nam diễn viên tự vẫn. Vậy nhưng còn quá nhiều uẩn khúc đằng sau sự ra đi đột ngột của Lee Sun Ki-un đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có khuất tất nào sau cái chết của nam tài tử hay không. Chỉ vài ngày ngay trước khi qua đời, Lee Sun Ki-un vẫn phủ nhận mạnh mẽ việc cố tình dùng chất cấm. Anh cùng luật sư làm đủ mọi cách để chứng minh anh vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy. Nam diễn viên cũng tích cực phối hợp điều tra với cơ quan chức năng. Trong lần thứ ba được triệu tập thẩm vấn vào ngày 23 tháng 12, anh vẫn khẳng định mình bị lừa sử dụng ma túy và yêu cầu được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Điều này cho thấy Lee Sun Ki-un hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với cuộc triệu tập lần thứ tư từ cảnh sát. Vậy nhưng chẳng ai ngờ sau cuộc thẩm vấn thứ ba kéo dài 19 tiếng đồng hồ, Lee Sun Ki-un sau đó lại được tìm thấy đã tử vong trong xe ô tô. Dân tình vì thế nghi vấn thực sự do anh nghĩ quẩn hay do còn khuất tất nào. Thậm chí netizen còn đồn đoán cái chết của Lee Sun Ki-un có liên quan đến giới tài phiệt Hàn Quốc và nam diễn viên này là quân cờ và hy sinh để che giấu tội lỗi hoặc để bảo vệ danh tiếng của một nhân vật nào đó trong tầng lớp checkpoint. Từ Suho nghi ngờ nhân vật liên quan đến cái chết của Lee Sun Ki-un là Hao Kwon Hana. Lee Sun Ki-un và Hao Kwon Hana đều được xác định có liên quan đến đường dây ma túy tại các cơ sở giải trí, khu dân cư ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Không chỉ vậy, mạng xã hội xứ Kim Chi từng lan truyền tin đồn Lee Sun Ki-un và Hao Kwon Hana có quan hệ tình ái. Chính Hao Kwon Hana là người đưa Lee Sun Ki-un vào con đường nghiện ngập. Hao Kwon Hana có xuất thân thuộc tầng lớp checkpoint. Cô là cháu duy nhất của nhà sáng lập, đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Nemean Dairy Product, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Bên cạnh gốc gác tài phiệt của mình, cô còn được biết đến là vị hôn thê hụt của nam ca sĩ bê bối Park Sun Chun. Park Sun Chun cũng từng một thời lao đao, mắt trắng sự nghiệp sau bê bối chất cấm với Hao Kwon Hana.